Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với những thông tin về dự báo giá vàng tuần tới, từ ngày 24 tháng 8 tới ngày 30 tháng 8 năm 2020. Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ. Các bạn xem video, hãy ủng hộ miễn phí cho kênh của chúng tôi bằng cách nhấn like và đăng ký kênh. Đồng thời nhấn hình quả chuông để nhận được những thông báo về video mới mỗi khi kênh phát hành. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Sau đây là nội dung của bản tin. Thưa quý vị và các bạn, dự báo giá vàng tuần tới tăng giảm khó lường. Khác với xu hướng dự đoán giá vàng liên tục tăng suốt thời gian qua, nhiều chuyên gia và giới phân tích nhận định giá vàng có thể giảm trong tuần tới. Giá vàng SJC hôm nay ngày 23 tháng 8 biến động hẹp quanh mức 55,3 triệu đồng trên lượng mua vào và 56,7 triệu đồng trên lượng bán ra, ổn định so với hôm qua, khi các doanh nghiệp lớn và ngân hàng thương mại nghỉ giao dịch cuối tuần. Giá vàng trang sức, vàng nhẫn 24K được giao dịch ở mức 52,9 triệu đồng trên lượng mua vào, 53,5 triệu đồng trên lượng bán ra, thấp hơn vàng SJC tới hơn 2,5 triệu đồng mỗi lượng. Chênh lệch giá mua bán cũng được rút ngắn xuống còn khoảng 600.000 đồng trên lượng. Giá vàng trong nước chững lại vào cuối tuần, sau một tuần biến động khá mạnh trong vùng từ 55 tới 58,6 triệu đồng trên lượng. Dự đoán xu hướng giá vàng tuần tới của các nhà đầu tư, chuyên gia và giới phân tích trên thị trường quốc tế đã có sự thay đổi. Không còn tỷ lệ áp đảo người tham gia khảo sát dự đoán giá vàng sẽ tiếp tục tăng mạnh, thay vào đó nhiều ý kiến nói giá vàng sẽ giảm hoặc đi ngang. Theo kết quả khảo sát của Kitco, giới chuyên gia đang lưỡng lự khi đưa ra dự báo về diễn biến tăng, giảm của giá vàng trong tuần tới. Cụ thể, có 47% chuyên gia ủng hộ xu hướng tăng giá và 47% cho rằng giá vàng giảm, còn lại 7% cho rằng giá vàng đi ngang trong những phiên tiếp theo. Đối với kết quả khảo sát trực tuyến trên thị trường, 56% nhà đầu tư vẫn dự đoán giá vàng sẽ tăng, chỉ có 25% dự đoán vàng sẽ giảm, và 19% nhà đầu tư giữ quan điểm trung lập. Các kết quả khảo sát trên cho thấy đang có tâm lý thận trọng về xu hướng của giá vàng trong ngắn hạn khi giá kim loại quý này đang biến động trước ngưỡng kháng cự 2.000 USD trên ounce. Dù vậy, xu hướng trong chung, dài hạn của giá vàng vẫn tăng. Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, giá vàng thế giới đứng tại mức 1.942,4 USD trên ounce. Như vậy, giá vàng giao ngay giảm nhẹ 2,4 USD trên ounce so với thời điểm chốt phiên giao dịch cuối tuần trước. Nếu quy đổi theo giá USD tại ngân hàng Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 54,45 triệu đồng trên lượng, thấp hơn giá bán vàng SJC là 2,3 triệu đồng trên lượng. Tuần vừa qua, vàng thế giới đã có những phiên đầu tăng như vũ bão, khi có thời điểm vượt trở lại mốc 2.000 USD trên ounce. Tuy nhiên, giá của kim loại quý này đã chịu áp lực xoay quanh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Fed, làm thất vọng kỳ vọng của thị trường với biên bản từ cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 7 được công bố. Theo đó, vàng đã không thể tìm thấy bất kỳ lực kéo nào sau khi ngân hàng trung ương này không đưa ra bất kỳ hướng dẫn mới nào về kỳ vọng lãi suất. Trong khi, giám đốc giao dịch cầu của Kitco Metals, Peter Hart cho biết, các thị trường đang chờ đợi chính phủ Hoa Kỳ tạo ra thêm một số kích thích tài khoá mới để giữ cho nền kinh tế không bị suy thoái lâu thêm. Tuy nhiên, với thời gian gián đoạn cho đến tháng 9, sự cứu trợ có thể sẽ không đến. Ông Hart cũng lưu ý, nhà đầu tư đã lo lắng và chuyển sang tiền mặt khi đồng đô la Mỹ đã đảo chiều tăng gần 2%. Còn theo chuyên gia kinh tế Caroline Bain của Capital Economics, giá vàng giảm liên quan đến việc bán ra để chốt lời của nhà đầu tư. Cùng với đó là đồng đô la Mỹ mạnh lên trong những ngày gần đây. Mặc dù thị trường đã có những biến động mạnh, nhưng nhiều nhà phân tích vẫn duy trì dự báo vàng sẽ tiếp tục tăng giá trong dài hạn. Ông Ong Hansen, người đứng đầu chiến lược hàng hóa tại ngân hàng Sasol cho rằng, giá vàng sẽ vẫn được hỗ trợ tốt, vì vẫn còn rất nhiều đám mây đen bao trùm nền kinh tế. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.